Tại giải thưởng Ngôi sao xanh lần thứ 9 năm 2022, bộ phim Em và Trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã nhận được nhiều đề cử cho các hạng mục quan trọng. Đây là điều bất ngờ với người xem bởi Em và Trịnh đã vướng nhiều tranh cãi sau khi khởi chiếu vào tháng 6 năm 2022. Cụ thể, bộ phim Em và Trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã tham gia nhiều đề cử quan trọng như phim điện ảnh hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất với Phan Gia Nhật Linh, nam diễn viên chính xuất sắc nhất với avinlu Lu vai Trịnh Công Sơn khi còn trẻ, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với Bùi Lan Hương, vai Khánh Ly, Hoàng Hà, vai Giao Ánh, Nakatami, Akari, vai Michiko, sáng tạo xuất sắc với Nguyễn Vinh Phúc, giám đốc hình ảnh. Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến cho rằng bộ phim Em và Trịnh vướng nhiều tranh cãi sau khi trình chiếu như nguyên mẫu nhân vật Michiko trong Em và Trịnh yêu cầu nhà sản xuất xin lỗi vì sử dụng hình ảnh chưa xin phép. Hai danh ca Thanh Thúy và Khánh Ly cũng lên tiếng cho rằng nhà sản xuất phim hư cấu sai thực tế về cuộc đời của họ trên phim làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ sau khi phim trình chiếu. Trả lời ý kiến thắc mắc về phim Em và Trịnh, ông Đinh Trọng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Giải ngôi sao xanh năm nay cho rằng, Em và Trịnh là bộ phim chất lượng, gây tiếng vang lớn với người xem trong thời gian vừa qua. Chúng tôi có theo dõi những ý kiến, những tranh cãi xung quanh bộ phim, nhưng tới giờ này có thể khẳng định các tranh cãi đó không ảnh hưởng gì đến nội dung hay nghệ thuật của bộ phim. Ngoài ra, ekip làm phim cũng đã giải quyết tốt những vấn đề gây tranh cãi, ông Đinh Trọng Tuấn nói.